với tập đoàn Amway, trong nhiều năm qua chúng tôi đã liên tục có những cái đầu tư và nghiên cứu phát triển cũng như là đóng góp vào phát triển cộng đồng, và chúng tôi luôn cam kết là phát triển bền vững cũng như là phát triển liên tục cũng như là đóng góp vào nền kinh tế Việt Nam. Và chúng tôi tin tưởng vào những cái quyết sách của chính phủ áp dụng cho nền kinh tế Việt Nam cũng như là áp dụng những cái kinh nghiệm quốc tế vào việc phát triển bền vững.